engagement là gì? Theo Facebook, xét ở mức mỗi bài post, engagement là số người click vào bất kỳ nơi nào trong bài post của bạn. Engagement được tính là số người like, share, click, bình luận và những người có xem video hoặc có click vào liên kết hay hình ảnh bạn post lên, hay cả khi bạn click vào tên của người bình luận, nhấn like cho một comment, click vào tên pet hay thậm chí đưa ra những negative feedback về cho Facebook bằng cách report nội dung bài post đã đăng cũng được tính vào chỉ số tương tác trên bài viết trong một chiến dịch trên Facebook. Đây là số liệu quan trọng thứ hai, chỉ sau số liệu về Rick. Nếu Rick cho bạn biết có bao nhiêu người có thể đã thấy nội dung của bạn, thì engagement là số người đã tương tác với nội dung bạn post trên Facebook hoặc bất kỳ mạng xã hội nào.